nhu cầu thị trường lớn đối với xe SUV cỡ nhỏ, chủ yếu dành cho người tiêu dùng trẻ tuổi ngày càng lớn tại Trung Quốc. Chính vì thế, hãng xe Changan đã nhanh chóng cho ra mắt Changan CS35 Plus 2023, với mức giá chỉ từ 200 triệu. Phần đầu xe của Changan CS35 Plus 2023 tương đối dày dặn, với lưới tản nhiệt hình thang màu đen ở mặt trước, đèn LED chạy ban ngày dạng mắt xích ở phía trên, đèn chiếu xa LED ở khu vực phía dưới cùng dải trang trí màu đỏ xuyên, thấu khiến chiếc xe trông trẻ trung hơn. Chiều dài, rộng và cao của Changan CS35 Plus 2023 lần lượt là 4.330mm, 1.825mm, 1.660mm cùng chiều dài cơ sở 2.600mm. Về nội thất, Changan CS35 Plus 2023 sử dụng chủ yếu vật liệu mềm bọc và bọc da. Xe được trang bị vô lăng đa chức năng bọc da tạo cảm giác thoải mái khi cầm. Màn hình lớn 10.25 inch kép, có thể hiển thị các loại xe phong phú thông tin và hỗ trợ Internet của các phương tiện. Các trang bị khác bao gồm radar lùi, hình ảnh điểm mù bên, điều khiển hành trình, đỗ xe tự động, hỗ trợ lên dốc, hỗ trợ xuống dốc, cửa sổ trời chỉnh điện, khởi động không cần chìa khóa, khởi động từ xa, túi khí chính và hành khách, túi khí bên hàng ghế trước, hiển thị áp suất lốp. Về sức mạnh, Changan CS35 Plus 2023 được trang bị động cơ tăng áp BlueOne 1.4T, cho công suất tối đa 160 mã lực, và mô men xoắn cực đại 260 Nm kết hợp với hộp số ly hợp kép lý tưởng. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên 100 km là khoảng 7 lít 8 đến 8 lít 8 cho 100 km cho điều kiện đường xá và thói quen lái xe khác nhau, kết quả tiêu thụ nhiên liệu của mọi người là khác nhau. Changan CS35 Plus 2023 còn có khả năng vận hành êm ái nhờ hệ thống mở cờ phơ xôn phía trước và hệ thống treo sau không độc lập dầm xoắn. Đáng chú ý là vào năm 2019, lô hàng xe Changan CS35 Plus đã được khui công tại cảng Hải Phòng, Việt Nam, nhưng kể từ đó đến nay, việc bán mẫu xe Changan CS35 Plus ra thị trường nước ta vẫn còn nằm trên giấy. Nếu được mở bán chính thức, Changan CS35 Plus 2023 sẽ đối đầu với Kia Seltos, Toyota Corolla Cross.